hãy nói xin lỗi mình không biết. Đối bất chí, 我不知道. Đối bất chí, 我不知道. Không có gì, được rồi, vậy tạm biệt nhé. Mấy quan xỉ, hảo, na zài jiàn. Mấy quan xỉ, hảo, na zài jiàn. Đây là ký túc xá của mình. Đây là ký túc xá của mình. Đây là ký túc xá. Mời vào, mời ngồi. Xin xin, xin xô. Xin xin, xin xô. Xin hỏi có thể vào được không? Xin hỏi có thể vào được không? Mời vào, mời ngồi. Xin xin, xin xua. Có thể, vào đi. Có thể, vào đi. Có thể, vào đi. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài. Wang Xiaoyun zài su shè ma? Wang Xiaoyun zài su shè ma? Ta bù zài. Ta bù zài. Nữ xứ sinh zhì dào Wang Xiaoyun zài nà ma? Nữ sứ sinh zhì dào Wang Xiaoyun zài nà ma? Ta bù zhì dào. Ta bù zhì dào. Bây giờ giả sử bạn đến nhà một người bạn chơi, bạn của bạn nói, mời vào, mời ngồi. Xin xin, xin xua. Xin xin, xin xua. Hay nói cảm ơn bố mẹ cậu có ở nhà không? Xie xie, nǐ bà bà ma ma zài ma? Xie xie, nǐ bà bà ma ma zài ma? Họ đều không ở nhà. Họ đều không ở nhà. Họ đều không ở nhà. Vậy à? Shì ma? Shì ma? Phải. Cậu uống cà phê không? Shì, nǐ hē kāfèi ma? Shì, nǐ hē kāfèi ma? Hãy thử nói, cái gì cũng được, nguyên văn là cái gì đều có thể. Sớm mà tôi khởi gì? Sớm mà tôi khởi gì? Hãy thử nói, mình uống cái gì cũng được, nguyên văn là mình uống cái gì đều được. Tôi uống cái gì cũng được. Tôi uống cái gì cũng được. Tôi uống cái gì cũng được.
我喝什么都好. Hay nói, vậy uống cà phê Việt Nam được không? Nà hơ Việt Nam cà phê hảo mà. Nà hơ Việt Nam cà phê có ý mà. Được. Có ý. Hảo. Cảm ơn. Xie xie. Xie xie.